Chào các bác nhá. Ngày hôm nay tôi lên trên tầng 2 nhà tôi. Khu trên này trồng rau bằng hộp xốp này. Quay cho bác coi. Rất là nhiều rau. Đây đến ngải cứu rồi. Cứu này hôm nay tôi sẽ làm cái món trứng tráng ngải cứu cho bác quay cho nó vui nhá. Hôm nay mục đích tôi lên trên đây ấy, không phải là giới thiệu cho các bác các cái rau ở đâu, mà tôi mục đích tôi lên trên đây cũng là chỉ để kiếm lấy một cái nguyên liệu để thực hiện một cái món ăn và cho các bác quay cho nó vui. Đấy chính là tôi kiếm ít mấy củ sả này. Tôi sẽ làm bẻ lên một hai củ sả nhá. Bên đây tôi cũng có bụi sả nhưng mà cái bụi bên này nó đang bị sâu rất là nhiều. Đang mình bẻ cái bụi bên này đi. Như bác quay, tôi đã có một ít sả đây rồi. Thì bây giờ tôi sẽ xuống dưới nhà để tôi thực hiện một cái món ăn cho các bác quay. Đó chính là cái món tôm nướng sa tế. Món này rất là tuyệt vời. Thì các bác cùng theo dõi nha. Các bác thấy không? Tôi đã có ở đây rất là nhiều các con tôm rất là to. To đùng. Đấy, con nào con đấy có hơn ngón tay cái. Thì hôm nay tôi sẽ làm cái món tôm nướng sa tế. Thì để cho đậm đà hơn thì tôi đã chuẩn bị một ít sả đây rồi, tôi hái sả đây rồi. Tôi sẽ thái tôi cho lẫn vào đây cho con tôm của tôi nha. Để đập ra. Tôi sẽ cho vào đây cho nó một chút sa tế tôm nhá. Bác cho thêm cho tôi một chút bột ngọt nhé. Muối hạt lêm. Muối bột canh nhá. Okay. Sau đó các bác đảo đều tất cả nguyên liệu lên cho tôi. Chúng ta sẽ ướp vào đây khoảng tầm nửa tiếng để cho con tôm của chúng ta nó thấm gia vị. Sau đấy chúng ta sẽ tiến hành chúng ta mang nướng nhá. Bây giờ tôi sẽ lên chuẩn bị cái bếp nướng để tôi tiến hành nướng những con tôm này của tôi nhá. Thì cái tôm của tôi đã ướp được khoảng tầm nửa tiếng rồi, bây giờ tôi sẽ chiên nó để tôi nướng nhá. Đây tôi đã dùng mấy cái tre đây rồi. Bác sẽ tiến hành chiên con tôm. Này chúng ta có được một con. Thank you.
Vâng, thấy không? À, cuối cùng thì tôi cũng đã xiên xong cái đĩa tôm của tôi rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi nướng nhé. Cái bếp của tôi ở dưới kia đã đỏ lửa lên rồi. Bây giờ tôi sẽ tiến hành tôi nướng cái món tôm của tôi. Trời đang sắp sửa mưa rồi, cũng là tối rồi. Trời cũng đã nhá nhem tối rồi, tôi đang dùng một cái bóng điện. Thì cái tôm của tôi bây giờ nướng thì nó đã săn lại rồi đây này này. Là cơ bản nó đã chín rồi. Tôi sẽ thử một quan xem nó đã ăn được chưa nhá. Tôi sẽ dùng một cái tương ớt, chút tương ớt này. Tôi đã tìm một quan đây. Quan này đi, đây, cho bác quan. Ăn tôi rất thích ăn theo cái phong cách là các bác dưới luôn tương ớt lên trên người tôm như này, kiểu các bác ăn cái là sở xúc xích lướng ngoài đấy đấy. Và các bác nhá, được rồi nhá, được rồi nhá. Có một cảm giác này, cái vỏ của nó này rộng, rất là tuyệt vời. Tôi nghĩ đây là một cái món trải nghiệm cực kỳ thú vị đấy, khá xa so với cái tôm của chúng ta chém rán. Tôm rán với tôm chiên ăn nó không ngon được bằng tôm nướng được đâu. Là đặc biệt là các bác nướng ngay tại lò đấy, ăn luôn tuyệt vời. Tôi thử thêm một con nữa đây đi, mời các bác con này nhá. Bác nên ăn một cái tương ớt này, ngon lắm. Hay tuyệt vời luôn.
cho cái tôm của tôi ra đĩa nhá. Như vậy là tôi đã có được một đĩa tôm nướng rất là ngon. Bây giờ tôi sẽ xuống nhà để thưởng thức cái món ăn này nha. Và video của tôi đến đây cũng đã kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video của tôi nha. Nếu còn thấy video của tôi hữu ích hãy chia sẻ cho mọi người cùng xem nha. Cũng như nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nha.